Đi đâu? Đi ăn, ngày hôm nay mình sẽ ăn một quán chỉ bán 25 phần một ngày. Thiệt không? Đi nhanh lên, hết bây giờ. Mọi người thấy không, như vườn địa đàng vậy á, hữu tình. Đặc biệt là quán tới quán này là phải ra ngoài trời ăn, mà cũng rất là may khi mà đi hôm nay trời mưa. Mới mưa xong, bình thường là nắng là đi khét nghẹt luôn. Mà giờ này 12 giờ trưa mà ngồi là chết chắc thôi. Ở đặc biệt là ở đây là một cái shop hoa và họ bán thêm đồ ăn, cho nên là họ sẽ trang trí hoa ở trên đồ ăn gì luôn nè. Ừ, đúng rồi, ăn hương ăn hoa luôn ấy, xinh quá. Đặc biệt là ôi ly ống nước hút, ống hút xinh, ly nước quá xinh luôn nè. Không, chụp chết thiệt á. Với chiếc Honor 20 Line này thì mình phải nói là chụp bao mà đã luôn. Lấy được cả một cái bàn đồ ăn mà không hề thiếu một món nào cả, mà chi tiết ảnh, chi tiết mọi thứ thì đều được giữ nguyên. Màu ảnh thì sắc nét trung thực, không có gì phải bàn cãi nữa. Và chụp hình đồ ăn xong thì chắc ăn là tụi mình phải chụp hình sống ảo thôi. Và các bạn có thể thấy là hình sống ảo của tụi mình như thế nào. Nó rất là mịn màng nhưng mà nó không bị chỉnh quá lố, quá gọi là ảo diệu lên đi, tại vì nhờ có camera 32 chấm nên rất là tự nhiên. Thực sự luôn á, đây là quán một cái quán có tiếng Pháp là có tiếng Pháp là Oh, Mr. Claude de Macleodte. Mình đọc đại La Mat de Bleu, chắc chắn là sai. Chắc chắn luôn. Mà ống hút này là ống hút gạo này và hoa cỏ được... má. Ống hút cỏ. Hoa cũng được buộc, nói chung là rất là thiên nhiên luôn. Rất là thiên nhiên. Và đây thôi, mình sẽ ăn luôn mà không nói nhiều nữa. Đây là một cái quán rất là nổi tiếng trên mạng, là chỉ bán 25 phần ăn cho một ngày. Chỉ có bán 25 phần ăn thôi đó. Có phải đặt trước không? Có. Tại vì đây là một cái tiệm bán hoa để kiểu như là decor này nọ, trang trí decor và kèm theo là bán đồ ăn chứ không phải là quán ăn. Ủa vậy, vậy nếu như mà bán hết đồ ăn rồi mà mình đi uống nước thì có được không? Chắc là cũng được. Kiểu quán cà phê luôn đúng không? Ê mà đặc biệt nha, là các bạn vô đây các bạn sẽ không được chọn món ăn luôn. Bếp nấu gì ăn đó, không được đòi hỏi. Tại nãy mình ra mình kêu, ủa chị, trời không có menu đồ ăn, chỉ có nước là thứ duy nhất được chọn. Đỉnh không? Đỉnh bây không? Bây giờ nhiều quán ăn người ta ra những cái luật hay quá nhờ. Ừ, nhưng mà quán này rất là đẹp và cũng như là... Nhìn món ăn này là biết kiểu miền Tây rồi nè các bạn. Dưa món rồi canh khoai mỡ, với lại rau cải ngọt hay là su su không biết. Thôi ăn thôi, ăn thôi. Thực tế thì đồ ăn mình đánh giá về cái phần nhìn trước thì đồ ăn trang trí rất là đẹp. Chắc đắt lắm nhỉ? Một phần ăn sẽ là 150 một người, nghe nói là nó có lên xuống nhưng mà không biết. Tại vì em hỏi hôm qua thì là 150 một người. Nước luôn? Gồm nước luôn, tức là một bàn là 150 mỗi người nha. Chứ coi là một bàn ăn 150 nha. Tại vì bàn này tay trái, thuận tay trái. Ăn này thuận tay phải. Ăn bực đổi chỗ. Đổi chỗ. Ngon quá. Có thể nói như thế nào nhỉ? Ở đây cơm nó ngon. Được, mềm, không bị khô, cũng không bị dễ quá. Và chị cảm thấy là cá hay là dưa món chế biến đúng theo kiểu mà làm cho gia đình đó em. Phù hợp cho gia đình chứ không phải kiểu mà làm nhanh, chế biến nhiều hoặc là ra số lượng nhiều nhanh. Chính xác. Nó không có bị dầu mỡ hay là bị dư gia vị, lố gia vị. Cái này á, mình sẽ không nói là nó xuất sắc. Nó ghê gớm. Nhưng mà bạn ăn giống như cơm má bạn nấu vậy. Đúng, chính xác, y như má bạn nấu luôn. Dưa món này ướp rất là thấm nha, nó không quá mặn. Tại vì bình thường nhiều chỗ mà các bạn ăn ướp dưa món mà kiểu ướp đại trà ra để bán nó mặn lè. Dưa món này rất là ngon. Miền Tây chị là người ta chỉ ăn cơm trắng với dưa món, không có củi. Dạ, có bên đó thêm cá là nhiều. Đỡ tốn tiền ha. Ừ, nhưng mà nhiều người ta ghiền á. Kiểu như đặc sản á, mà lâu mà về được ăn những món này người ta thấy thích lắm. Mà thật sự rất là may khi ngày hôm nay trời không mưa, hai đứa được ra ngoài trời ngồi á. Ừ. Đúng kiểu gia đình luôn. Ừ. Chuẩn gia đình luôn. Nhưng mà nói thiệt với mấy bạn luôn, vô quán là phải ngồi ở ngoài, nếu mà ngồi ở trong quán nó mất đi cái đẹp của cái quán này. Đúng rồi. Mà nếu mà các bạn có đến những cái quán như thế này thì gọi là đi nhẹ nó khẽ cười duyên thôi. Nó rất là dễ đổ vỡ. Nên tụi mình vô, tụi mình đập thằng quay phim, tụi mình nó đã đập hai cái bình bông này. Đèn bàn xô đi vô nè. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải làm. Mà ở đây nghĩa là cụ đặt điện đặt 3 phần thì người ta sẽ chuẩn bị sẵn 3 phần như thế này. Cái này là đủ cho 3 phần. Đủ cho 3 người không? À, người ta đã chia sẵn khẩu phần, mình không cần
gọi được thêm nữa. Hồi nãy em cũng lo kêu chết cha rồi, không biết bà này hay thằng này có dắt thêm ai theo không, lỡ thêm ai theo cái tốn 150, thực sự là ăn ở đây không hề rẻ. Mình nói thẳng luôn, không rẻ luôn, chứ chắc là cái đồ ăn nó hợp với mình. Nhưng mà mình nghĩ thực sự á, 150 là do là thứ nhất là người ta bài trí rất là đẹp. Thêm cái không gian, không gian ở đây phải nói rất đẹp luôn á, giống như kiểu giống như cái vườn địa đàng này nọ, rất là xinh luôn á. Mà thực sự đúng là quán này người Việt Nam gọi là để ăn trưa thì không đúng, phải ngồi đây để người ta thưởng thức cái không gian ở đây. Ở gian ở đây mở nhạc Tây này nọ, kiểu rất là Tây đèn. Chủ yếu ở đây thì vẫn mặc để không gian đây đẹp quá, không gian đây quá xuất sắc luôn á. Nhưng mà khách Tây ở đây nhiều. Còn như khách Tây, đúng là còn như khách Tây, hoặc là những người kiểu như họ vui vẻ, người ta chính một tí là kiểu họ vô đây họ thưởng thức vừa đồ ăn vừa không gian vừa âm nhạc này nọ nữa. Nói chung thì đây là một cái quán chủ yếu là để thưởng thức, nói thẳng là thưởng thức luôn, chứ không phải là để ăn cơm bình thường đó. Cho nên là nếu như mà mọi người muốn tới đây để thưởng thức đồ ăn ngon nè, rồi không gian đẹp, nhạc hay, thì hãy tới đây thưởng thức. Đây là một nơi sẽ dành cho các bạn để thưởng thức thôi. Hưởng thụ sống, các bạn phải hưởng thụ, nên là khi mà các bạn muốn hưởng thụ thì hãy tới đây. Đúng rồi, mà đặc biệt là nhớ đặt trước, nhớ gọi cho quán đặt trước một ngày. Và cũng như là đúng rồi, tới đây đẹp quá, phải chụp hình. Nhìn nãy giờ là nghi cùi mặc cái bộ đồ này là biết chắc thế nào, nó cũng nhờ mình chụp nét bấy cái máy. Chụp. Cái này điện thoại không? Có đây. Honor 20 like đây. Camera wide angle lens, chụp góc rộng bao đã luôn, chụp không gian là thoải mái thôi, mình ăn lẹ đi rồi mình đi chụp hình. Và quán này sẽ nằm ở số là 55/6 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1 đó. Coi như là mọi người hãy tới đây nhé, tới đây có màu rất là đẹp luôn. Nhớ tới đây. Rồi vậy thôi, video của tụi mình tới đây là kết thúc. Mọi người nhớ subscribe cho tụi mình nha, tụi mình buồn lắm luôn á. Dạo này subscribe ít ghê á. Mấy bạn coi rất là nhiều, mấy bạn không subscribe cho tụi mình buồn. Coi thì nhấn subscribe vô một cái luôn đi cho vui nha. Còn bây giờ thì xin chào. Bye, nhớ like video luôn. Bây giờ tôi sẽ tới cái giai đoạn cực hình, đó là chụp hình cho thằng Cụi. Chắc chị không chụp. Và bây giờ thì Cụi bắt đầu chụp hình sống ảo rồi, và mình sẽ là nhái cho Cụi. Các bạn có thể thấy là cái góc của tụi mình rất là hẹp, nhưng mà với chiếc Honor 20 Lite này có camera góc chụp siêu rộng luôn, thu được toàn bộ cảnh quan. Em chỉ việc đứng yên ở đó, còn background phía sau Honor đã còn hết rồi. Và ngạc nhiên nhất là với mức giá là 150 cho mỗi người, mà mình bất ngờ là vì đó không kèm theo giá của nước. Và một điều kinh khủng nữa là một ly nước ở đây phải nói khá là đắt, từ 70 tới 80 ngàn. Một ly cà phê ở đây tới mức giá là 85 ngàn lận á. Và nếu như mà các bạn quay phim, chụp hình ở đây thì một tiếng chi phí lên đến là 1 triệu đồng. Thật sự là tụi mình rất là ngạc nhiên luôn, bởi vì không nghĩ là nó sẽ như vậy. Còn xui cho anh quay phim một xíu là anh đã đập bể cái chậu bông, và mới mức giá là 1 triệu đồng hai cái chậu bông. Hai cái chậu bông bằng thủy tinh với mức giá là 1 triệu. Và tổng cái bill của mình đã là 1.885.000, thì không tính tới hai cái chậu bông, thì với đồ ăn thôi cũng đã là 885.000 rồi. Cho nên là mình nói trước tới mọi người là nếu như các bạn tới đây thì các bạn cũng nên suy nghĩ tâm lý, chuẩn bị về giá, về tiền bạc.